Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phạm Quỳnh Anh khoe con gái 19 tuổi, cao 1m82, sinh nhân hoa hậu. Bên cạnh hai cô con gái ruột Tuệ Lâm và Tuệ An, Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe cô con gái nuôi đã 19 tuổi trong chuyến du lịch Phú Quốc. Không chỉ sở hữu chiều cao khủng cùng gương mặt giống mẹ, Rami còn được nữ ca sĩ dành nhiều lời khen về tính cách và sự thông minh. Phạm Quỳnh Anh đỏ sắc cùng con gái lớn, Rami là cháu gái ruột cũng là con gái nuôi của nữ ca sĩ. Sau thời gian dài công tác ở nước ngoài, Phạm Quỳnh Anh đã dành trọn khoảng thời gian mùa hè để nghỉ dưỡng cùng các thành viên trong gia đình trong khu resort sang trọng tại Phú Quốc. Mới đây, bà mẹ hai con không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân Phạm Quỳnh Anh cùng hai cô con gái ruột. Không chỉ có sự xuất hiện của hai cô con gái nhỏ, nữ ca sĩ còn công khai con gái lớn 19 tuổi với chiều cao nổi bật cùng nhan sắc đầm thắm giống mẹ, được biết ra mi. Cháu ruột đồng thời cũng được Phạm Quỳnh Anh nhận nuôi và thường xuyên xưng hô mẹ con cùng nữ ca sĩ. Cô nàng thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội của Phạm Quỳnh Anh nữ ca sĩ yêu thương trà my như con ruột đây không phải là lần đầu tiên trà my được phạm quỳnh anh đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân song nhiều khán giả vẫn bất ngờ vì cô nàng ngày càng lớn với chiều cao ấn tượng trong bức ảnh gia đình tại phú quốc không khó để nhìn ra cô nàng vô cùng nổi bật khi đứng cùng các thành viên trong gia đình bên cạnh đó dù không phải con gái ruột nhưng trà my lại có gương mặt khá giống với phạm quỳnh anh Trà My nổi bật bởi chiều cao vượt trội. Cô nàng ngày càng ra dáng thiếu nữ ở tuổi 19, sở hữu nhan sắc thanh thoát và chiều cao vượt trội. Nhiều người cho rằng chắc hẳn cô nàng sẽ theo chân mẹ dấn thân vào showbiz hoặc trở thành hoa hậu tương lai. Ngoài những ưu thế về ngoại hình, con gái Phạm Quỳnh Anh còn gây ấn tượng khi sở hữu thành tích học tập không phải dạng vừa. Trà My luôn bên cạnh Phạm Quỳnh Anh trong các chuyến du lịch. Cô nàng sở hữu thành tích học tập thuộc loại tốt ở trường. Bên cạnh việc học, Trà My không quên tham gia các dự án ngoại khóa. Hiện tại Tại nữ sinh đang triển khai một dự án nghiên cứu khoa học xã hội thể hiện mối liên hệ giữa phụ huynh và học sinh. Cô nàng cũng là thành viên truyền thông của một tổ chức phi lợi nhuận. Nhờ chiều cao nổi bật mà Trà My được nhiều người chú ý hơn, song cũng vì ưu thế này mà cô nàng đã từng có thời gian tự ti vì khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Nhờ sự cổ vũ của mẹ nuôi cùng việc nhìn nhận lại bản thân, nữ sinh 19 tuổi ngày càng trở nên hài lòng với diện mạo tự nhiên của mình. Phạm Quỳnh Anh dành nhiều lời khen cho sự tự tin của con gái. Trong một chia sẻ hiếm hoi về con gái lớn, Phạm Quỳnh Anh cũng khẳng định Trà My ở nhà ngoan ngoãn, nhường nhịn các em, còn ra ngoài thì khiêm nhường như tự tin với những gì mình có. tròn 18 tuổi nhưng lúc nào mẹ cũng cảm thấy thật nhỏ bé khi bên cạnh con. Sẽ thật nhiều điều ngọt ngào lẫn trong gai phía trước. Cố gắng thật nhiều nhé. Phạm Quỳnh Anh chúc mừng sinh nhật Rami vào cuối tháng 11 năm ngoái. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.